từ một không gian cũ. Chỉ sau một tháng cải tạo, nâng cấp, nhà văn hóa thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tích hợp trở thành không gian văn hóa đọc cộng đồng, khang trang và sạch đẹp. Nhờ vào sự đóng góp của nhiều cá nhân dưới sự khởi xướng của Tân Việt Books đã trang bị cho nơi đây hơn 6.000 đầu sách thuộc đủ mọi lĩnh vực từ triết học, nghệ thuật, văn học, lịch sử, văn hóa, kinh tế, giáo dục, sách về danh nhân, sách về kỹ năng. Tôi hiểu được rằng là ở vùng nông thôn thì tức là người dân ít có điều kiện để tiếp cận với sách hơn. Chúng ta cùng chung tay thì văn hóa đọc của nước nhà cũng sẽ dần được cải thiện. Đáng chú ý, không chỉ trao tặng cơ sở vật chất, những cuốn sách hay từ tủ sách kinh điển của thế giới và Việt Nam, các nhà tài trợ còn phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo vận hành không gian đọc thân thiện, hiệu quả, đồng thời tổ chức nhiều buổi trò chuyện để truyền cảm hứng đọc sách cho người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em. Chúng tôi còn trao tặng thêm là gì ạ? Gọi là truyền cảm hứng, chia sẻ những cái câu chuyện, những cái giá trị của việc đọc để người dân dần dần thẩm thấu dần và hiểu ra rằng cái việc đọc sách nó có giá trị rất lớn. Cần phải có một cái sự chung tay. Sự chung tay ở đây là sự quan tâm của chính quyền địa phương là đã tạo ra cho một cái không gian. Sự chung tay của các nhà hảo tâm là đã tạo ra được những cuốn sách. Nhưng mà lại cần có cả sự chung tay của những người đang sống ở đây và những người tâm huyết với văn hóa đọc. Mà ở đây thì tôi nghĩ là vai trò quan trọng sẽ là của các thầy cô ở trong các nhà trường nữa. Nhà văn hóa, không gian văn hóa đọc cộng đồng thôn Như Lân hôm nay thu hút rất đông người dân ở mọi lứa tuổi đến tham quan và đọc sách. Những cái nhìn ngạc nhiên, những ánh mắt chăm chú, niềm vui của các ông bà, bố mẹ và các em nhỏ khi được đứng trong khu nhà văn hóa mới, được cầm trên tay những cuốn sách và say mê khám phá tri thức nhân loại. Mong ước tưởng chừng xa vời của các em nhỏ ở vùng thôn quê đã trở thành hiện thực. Trước kia là con có mơ là có một nhà sách ở đây, nhưng mà con không ngờ là nó lại có thật ạ. Và nó rất là gần nhà. Con rất ngạc nhiên ạ, vì ở đây có rất là nhiều sách hay, với cả phong cảnh ở đây rất đẹp. Từ đầu là con phải đi mượn sách của bạn, nhưng bây giờ lại có nhà văn hóa này thì nó quá tiện cho bọn con. Bình thường thì nhà văn hóa chỉ để họp hành thì có thể nó cũng không phải là cái duy trì. Nhưng mà bây giờ nhà văn hóa mà cải tạo được thành như thế này thì em thấy rất là tuyệt vời ạ. Đây là cái việc làm hết sức có ý nghĩa đối với cộng đồng mà trực tiếp là coi là bà con dân làng của làng chúng tôi. Mang sách đến từng vùng quê đã khó, nhưng nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của việc đọc sách và thay đổi thói quen đọc sách lại càng khó gấp bội phần. Nhưng từ những nỗ lực của các tổ chức cá nhân, mục tiêu phát triển văn hóa đọc, xây dựng một xã hội học tập chắc chắn sẽ sớm thành công, góp phần thay đổi đời sống cộng đồng.